Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Huy Hùng đến tham quan một siêu phẩm nhà phố với diện tích ngang 3m8, độ dài 14m, thiết kế một trệt hai lầu, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp nhà thiết kế rất là đẹp, thiết kế một trệt ba lầu, thiết kế có khu vực đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng dành thờ và sân thượng trước sau. Với hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính của cả hai căn nhà nha quý vị, chúng ta có một cặp hai căn luôn, đang chào bán với giá là 5 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị quan tâm đến cặp nhà này thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Cặp nhà này đang tọa lạc trên trục đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên ngã tư Quang Trung và Phan Huy X, kề bên siêu thị MH2. Và chúng ta tham quan con đường trước nhà nha quý vị. Con đường trước nhà là một con đường 4m, đường rất là sạch sẽ, an ninh, chỉ có một mặt nhà thôi, phù hợp cho đại đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và chúng ta sẽ cùng Huy Hùng vào bên trong căn nhà nhé. Căn nhà thiết kế với hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài, lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm sinh pha bên trong. Ở đây thì có khoảng sân khoảng tầm 1,5 m nha quý vị. Nhà thiết kế đẹp, rộng rãi, có tặng kèm full nội thất bên trong, bao gồm sofa, tủ kệ tivi, tranh ảnh trang trí, những bức tường được ốp nhựa, ốp giả đá trang trí rất là đẹp. Bên trong không gian phòng khách thì ốp gạch 80, có cây cảnh trang trí, có sofa và có tủ kệ tivi cũng như là có tủ kệ để đồ. Đây là không gian phòng khách và bên trong sẽ là không gian bếp nha quý vị. Một trệt ba lầu, thiết kế với không gian phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng dành thờ và sân thượng trước sau. Không gian phòng bếp thì có bàn ăn 4 ghế, có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường, có khu vực để tủ lạnh hai cánh, có giếng trời nhỏ phía sau. Và không gian bếp thì được ốp gạch lên cao phun trần, rất là chắc chắn và sạch sẽ. Với giá bán chỉ 5 tỷ 300 triệu đồng, quý vị sở hữu ngay căn nhà 3m8, độ dài 14m, thiết kế một trệt hai lầu, có 4 phòng ngủ và có sân thượng trước và sau. Dưới cầu thang thì quý vị sẽ có một phòng vệ sinh dưới tầng trệt, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Ở đây thì hai căn đang chủ đang cần bán. Quý vị nào quan tâm đến cặp hai căn nhà này thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Có 4 căn thì quý vị thấy gia chủ đã bán hai rồi nhá. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương, kết hợp với tay vịn của cam xe, lan can kính cường lực, nhà thiết kế lệch tầng. Và chúng ta di chuyển lên trên lầu 1, không gian phòng ngủ số 1 và số 2. Phòng ngủ số 1 thì quý vị sẽ có phòng ngủ đế trống với phòng ngủ rất là rộng, có giếng trời và có khu vực gắn máy lạnh, cũng như là có trang trí, có quạt gió. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Và lệch tầng này, chúng ta ra phòng ngủ phía trước này. Phòng ngủ phía trước thì có giường ngủ nha quý vị, có nội thất, có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi. Phía trước có cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính và cửa ra ban công. Ở đây thì phòng ngủ số 2 rất là rộng, cũng có khu vực gắn máy lạnh, có tủ áo, có quạt gió. Và hai phòng ngủ sử dụng chung một phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh này, phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Quý anh chị đang cùng Huy Hùng tham quan trực tiếp cặp nhà phố 5 tỷ 3, với diện tích ngang 3m8, độ dài 14m, thiết kế một trệt hai lầu và sân thượng trước và sau. Với hướng nhà là hướng nam, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà 4 phòng ngủ giá mềm này thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà mới, sổ hồng riêng, giấy tờ đã có sẵn, không cầm cố ngân hàng, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý vị đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm đến cặp nhà này thì hãy gọi cho em Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Ở đây thì quý vị sẽ có hai phòng được tặng kèm full nội thất nhé. Hai phòng phía trước có đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ, tủ áo, chăn ga gối đệm, khu vực gắn máy lạnh, quạt gió và tranh ảnh trang trí. Và chúng ta đang tham quan không gian phòng ngủ số 3 và số 4 của lầu 2. Đây có vệ sinh này, phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, quạt hút, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và lên bên trên, quý vị sẽ cùng mình đến với không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng nhé. Trên đây thì quý vị sẽ có khu vực sân phơi sau, phòng thờ và sân thượng phía trước. Đây là khu vực sân phơi đằng sau này. Sân phơi này thì có cầu thang lên trên mái và được đúc suốt ra phía sau luôn. Có trừ một khoảng nhỏ giếng trời thôi và có khu vực để máy giặt ở đây. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có khu vực không gian phòng thờ và sân thượng phía trước. Đây là không gian phòng thờ căn nhà này quý vị. Đây là không gian phòng thờ. Phòng thờ có sẵn, làm rất là đẹp và rộng rãi, có cửa sổ. Và ngoài đây là khu vực sân thượng phía trước, cũng được đúc suốt ra phía đằng trước luôn, có vòi nước tưới cây và có lợp mái cũng như là đổ bê tông bên trên.
Giá bán là 5 tỷ 300 triệu đồng, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 14, ngay kế bên ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, hẻm trước nhà 4m, cách công viên làng hoa khoảng tầm 500m thôi, qua sân bay 10 phút và đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 20 phút. Giá bán là 5 tỷ 3, hướng Nam. Quý vị quan tâm đến căn nhà 4 phòng ngủ đẹp này thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sử dụng ngay. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.